Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Smart Kit được sản xuất tại công ty cổ phần dược phẩm CPC 1 Hà Nội. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Smart Kit cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Smart Kit Beta Glucan 2250mg Hoa cúc tím s in Asia 2250mg Yến mạch ồ ạt Avena Sativa 1500mg Acid Ascorbic 1250mg Kẽm 25 mg. Dạng bào chế. Dạng siro. Công dụng và chỉ định của Smart Kit. Hỗ trợ trường hợp biếng ăn do thiếu vi chất dinh dưỡng. Tác dụng kích hoạt hệ thống miễn dịch tự nhiên, tăng cường sức đề kháng, chống lại các bệnh truyền nhiễm và ung thư, phục hồi lớp niêm mạc đường ruột giúp xây dựng, hoàn thiện hệ đường ruột của trẻ. Tăng khả năng miễn dịch cho trẻ giúp tăng cường hệ miễn dịch vừa giúp cung cấp thêm vitamin và khoáng chất đóng một vai trò rất quan trọng giúp duy trì và bảo vệ các tế bào vị giác kích thích chồi vị giác giúp bé ăn ngon miệng hơn trẻ thèm ăn hơn cải thiện được tình trạng biếng ăn ở trẻ cách dùng và liều dùng của sản phẩm giúp tăng đề kháng Smart Kid cách dùng sản phẩm dùng đường uống liều dùng thiếu niên và người lớn uống 10 ml một lần 12 lần một ngày Trẻ em từ 6 đến 10 tuổi uống 10 ml một ngày. Trẻ em từ 2 đến 5 tuổi uống 4 ml một ngày. Trẻ em dưới 2 tuổi theo chỉ định của bác sĩ, dược sĩ. Chống chỉ định của Smart Kid. Người bị mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Lưu ý khi sử dụng siro Smart Kid. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Smart Kit, đồng thời biết cách sử dụng Smart Kit sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham